Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Trong tổng số 100 hợp tác xã vừa được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tôn vinh và trao giải ngôi sao hợp tác xã năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc có hai đơn vị được tặng danh hiệu này là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhân Lý, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên và Hợp tác xã Vật liệu xây dựng Tuổi trẻ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Để đạt được danh hiệu ngôi sao hợp tác xã năm 2024, các đơn vị phải đạt nhiều tiêu chí như đối với lĩnh vực nông nghiệp, đơn vị phải đạt doanh thu từ 1,5 tỷ đồng một năm, lợi nhuận sau thuế 100 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng một người lao động một tháng. Đối với hợp tác xã, lĩnh vực phi nông nghiệp phải đạt tối thiểu doanh thu 5 tỷ đồng một năm, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Những nỗ lực của hai hợp tác xã trong lao động sản xuất giúp lan tỏa mạnh mẽ hình mẫu hợp tác xã tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước, khơi dậy khát vọng của hợp tác xã, xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trung tâm Chính trị và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Đảo phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội phụ nữ các xã, thị trấn và chi hội trưởng phụ nữ các thôn dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Lớp bồi dưỡng trang bị những kỹ năng hoạt động công tác hội cho phụ nữ cơ sở, công tác nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp đội ngũ cán bộ phụ nữ nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc định hướng, chỉ đạo để hội phụ nữ cấp cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm đã đề ra. Đây cũng là dịp để cán bộ phụ nữ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo những kiến thức được học vào thực tế địa phương, thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam và 138 năm ngày quốc tế lao động, Ban Chỉ huy Quân sự phường Đồng Tâm thực hiện công tác dân vận tham gia làm vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang Liệt sĩ của phường. Ngay từ sáng sớm, lực lượng dân quân phường đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ tham gia làm đẹp các phần mộ, các lối đi, làm sạch cỏ, phát quang các bụi quanh khu vực Nghĩa trang. Phát huy truyền thống của cha ông trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự phường Đồng Tâm luôn là đơn vị điển hình của thành phố trong thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân, thực hiện công tác dân vận, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đi đầu trong các phong trào xây dựng mô hình thư viện lớp học thân thiện, mô hình thư viện xanh kết nối xe thư viện lưu động của Thư viện tỉnh về cho học sinh trường tiểu học Trương Nhị. Đồng thời, hàng năm tham mưu tổ chức rất nhiều hoạt động bổ ích cho học sinh nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Cô Đàm Thị Hằng đã truyền cảm hứng cho nhiều em học sinh thích thú, say mê, yêu mến việc đọc sách tại Thư viện xanh của nhà trường. Và thật vinh dự, tự hào cô Đàm Thị Hằng là nhân viên thư viện trường học duy nhất miền Bắc nhận được giải thưởng phát triển văn hóa đọc lần thứ 6 vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Giờ ra chơi, nhiều em học sinh trường tiểu học Trương Nhị, thành phố Phúc Yên lại tìm đến thư viện xanh của nhà trường để được đọc các loại sách, báo, tạp chí, tìm hiểu kiến thức phục vụ cho việc học tập. Đối với các độc giả nhí này, hình ảnh cô Đàm Thị Hằng luôn tận tụy hướng dẫn, chia sẻ từng cuốn sách hay đã rất quen thuộc trong con mắt của thầy cô, các em học sinh của ngôi trường này. Con rất là hay lay lên thư viện, đọc những cuốn sách vào giờ ra chơi. Vì là cuốn sách này rất hay, mang lại những kiến thức cho con. Mỗi lần con xuống đây là cô Hằng sẽ giới thiệu hoặc là chỉ cho con những cuốn sách hay. Có những cuốn sách con có thể hiểu được những cái tính cách của con hơn, để con có thể sửa đổi và phát triển hơn. Sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay, mua sách thật, sách hay, mắt đọc, tai nghe. Đây là những khẩu hiệu do cô Đàm Thị Hằng trực tiếp tham mưu cho ban giám hiệu nhà trường để thiết kế cho thư viện xanh của trường tiểu học Trương Nhị. Với trên 10.000 đầu sách phong phú đa dạng về thể loại, được sắp xếp khoa học, sách theo chủ đề hàng tuần, học sinh được tự chọn sách để đọc. Do vậy, thư viện đã thực sự phát huy được hiệu quả, lan tỏa tri thức cho các em học sinh. Cô cũng có tư vấn cho nhà trường là tổ chức các cái cuộc thi, ví dụ như là cuộc thi về viết bài cảm nhận về sách, cuốn sách mà em yêu thích, hoặc là cuộc thi kể chuyện theo sách. Thế còn với cái chủ đề năm nay thì cô Hằng cũng cùng với nhà trường xây dựng một cái kế hoạch để các em vẽ tranh về Bác Hồ, về
chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các cháu rất là yêu thích đọc sách và hàng ngày đến thì các cháu vẫn có nhu cầu mong muốn là được đọc nhiều hơn, được đến thư viện nhiều hơn. Và các cháu cũng rất là thích khi được hướng dẫn tìm sách, chọn sách và lựa chọn rất là nhiều cuốn sách mà các cháu yêu quý, yêu thích. Hãy làm việc với lòng đam mê và không ngừng cải thiện, sự cố gắng không bao giờ là vô ích. Đây là những chia sẻ khi cô Đàm Thị Hằng vinh dự vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá để nhận giải thưởng phát triển văn hóa đọc lần thứ 6 năm 2024 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Giải thưởng thực sự là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần để cô Hằng nói riêng và đội ngũ những người làm nhân viên thư viện trường học nói chung truyền cảm hứng, lan tỏa phát triển văn hóa đọc tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu đẩy nhanh các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức và người dân, qua đó từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2024 được xem là tiền đề đối với các hoạt động chuyển đổi số của xã Hoàng Đan với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số, hướng tới mục đích xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các mục tiêu chuyển đổi số được chính quyền địa phương cụ thể hóa qua nhiều việc làm, hoạt động gắn liền với thực tế công việc, nhu cầu và đời sống của người dân. Trong đó, tại bộ phận một cửa thường xuyên tiếp nhận văn bản thủ tục hành chính của người dân, đơn vị đều được sắp xếp đội ngũ cán bộ thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời xử lý các văn bản số, thủ tục số, lắp đặt, hướng chi tiết đến công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo thuận tiện, nhanh gọn, phục vụ công việc của người dân. Cán bộ công chức chuyên môn thực hiện công nghệ thông tin thành thạo, vi tính trong công tác về chuyển đổi số được sự nhìn nhận của người dân đáp ứng và nhu cầu về các dịch vụ loại hình chuyển đổi số. Nhằm đáp ứng việc triển khai nhiệm vụ chi trả chế độ cho người dân qua tài khoản, ngân hàng số, địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng thời tuyên truyền đến người dân về lợi ích chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Còn một số những ông bà già là chưa sử dụng điện thoại này thì cũng rất khó khăn trong cái việc lĩnh tiền lương qua tài khoản. Nếu dùng điện thoại thông minh thì có rất nhiều tiện ích. Ví dụ như chúng tôi thành lập các nhóm Zalo và thông báo những cái gì đến bà con thì bà con sử dụng rất là tiện lợi. Đến nay, hầu hết các thôn dân cư trên địa bàn xã đã triển khai có hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Nhiều hoạt động kinh doanh, mua bán đã được người dân sử dụng thanh toán qua ứng dụng số, quét mã QR, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người dân về việc thực hiện chuyển đổi số. Với sự quyết tâm của Ủy ban nhân dân xã, cán bộ, công chức chuyên môn luôn hướng tới và thực hiện đúng nội dung chương trình trong thực hiện về công tác chuyển đổi số, đáp ứng công nghệ thông tin và thực hiện trực tuyến, ký số, chuyển đổi số đúng với nội dung của chương trình. Các mục tiêu về chuyển đổi số tại xã Hoàng Đan đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt khi người dân đã dần thay đổi về nhận thức, trở thành những nhân tố quan trọng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số của địa phương.